xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 22 tháng 1 năm 2024 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. Tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc. Vận trình công việc của những chú chuột trong ngày hôm nay diễn ra có vài trở ngại. Đêm bảo có hòa thị phi đeo bám dễ khiến con giáp này đánh mất uy tín danh dự của mình nhưng dù ở trong những tình huống nào thì cũng mong bản mệnh giữ vững lập trường và tinh thần tập trung cao độ cho mình. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút xa xúc. Trong các mối quan hệ gia đình thì việc kiên nhẫn lắng nghe là điều vô cùng cần thiết để tìm được tiện nói chung lẫn nhau. Thêm nữa, mỗi người cần hạ thấp cái tôi của mình để hạn chế tối đa các cuộc cãi vã không đáng có. Tài chính Vận trình tài lộc bất ổn nguồn thu nhập không ổn định do tính chất công việc nên bản mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn. Cẩn trọng, dễ bị kích động và tức giận vì lời nói ra nói vào của người khác. Tuổi chấp tỷ, hãy học hỏi từ những người có kinh nghiệm. Tuổi bỉnh tỷ, bạn cứ việc sống cuộc đời của mình muốn. Tuổi mậu tỷ, đồ đạc trong nhà bị hư hỏng. Tuổi canh tỷ, cẩn thận với các vật dụng dễ gây chảy. Tuổi nhằm tỷ không nên chủ quan với các căn bệnh vật. Con số may mắn số 2, số 14, màu sắc may mắn màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tuất 2. Tử vi hàng ngày của tuổi sửu Công việc Vận trình công việc của người tuổi sửu trong ngày hôm nay diễn ra tương đối xuân sẻ, tính cách phỏng khoảng hòa đồng, và dễ gần gũi mang lại cho con giúp này khá nhiều mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần đề cao cảnh giác trước những mối quan hệ này vì không phải ai cũng đáng tin. Tình cảm, vận trình tình cảm viên mãn. Con giáp này duy trì tốt mối quan hệ tình cảm với người bạn đời của mình. Dù có bao nhiêu khó khăn, áp lực, vất vả thì nhận chú trâu cũng may mắn tìm được sự chia sẻ đồng tạm từ nửa kia của mình tài chính vận trình tài lộc rủng rỉnh nhờ có thực thần nâng đỡ mà công việc kinh doanh xuân sẻ mang lại nguồn thu nhập khủng cẩn trọng không phải ai cũng niềm nở vui vẻ nói cười cũng là bạn tốt tôi ất sửu hy vọng nhiều rồi cũng thất vọng nhiều cho mà xem tôi đinh sửu chỉ mong không phải lo lắng chuyện tiền bạc nữa tôi kỹ sửu cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Tuổi tân sổ, đừng nhìn mặt mà bắt hình dung. Tuổi quỷ sổ, mua hàng cẩn thận bị chém giá. Con số may mắn số 2, số 8, màu sắc may mắn màu tím. Quý nhân phù trợ, tuổi giàu. 3. Tứ vi hàng ngày của tuổi dần Công việc vận trình công việc của người tuổi dần trong ngày hôm nay diễn ra dễ dàng, đây được cho là thời điểm thích hợp để người tuổi dân tiến hành những kế hoạch làm ăn và ký kết hợp đồng mới. Nhưng cần sự quyết đoán và kiên nhẫn thì con giáp này mới có được những tiến bộ chung. Tình cảm, phần trình tình cảm chứa đựng buồn phiền. Người tuổi dân không có sự trân trọng những thứ đang có trong hiện tại mà chỉ mãi mê tìm kiếm danh lời, tiến tâm và sự phát triển cho riêng mình đến khi sự nghiệp vững vàng, nhìn lại thì thấy sợ hãi với cuộc sống cô đơn hiện tại. Tài chính, vận trình ta lộc vô cùng vượng phát, tiền bạc cứ ung um ung um đổ về tuổi và lấp đầy tuổi tiên cho người tuổi này nhờ công việc làm ăn gặp may mắn. Cẩn trọng, bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc yêu thương ngay bên cạnh mình. Tuổi giáp dân, lựa chọn nào cũng như nhau cả mà thôi. Tuổi bình dân, chịu thiệt thôi cũng là cách để mà mình nhẫn nại thận trọng tuổi Mậu dân tiêu đồng tiền của người khác thì không bao giờ thoải mái tuổi canh dân bạn chấp nhận mọi thứ mình đang gánh trên vai tuổi nhâm dân hãy tự tin theo đuổi ước mơ con số may mắn số 3 số 99 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi ngọ vốn tứ vi hàng ngày của tuổi mậu công việc Vận trình công việc của người tuổi mão trong ngày hôm nay diễn ra tương đối thuận lợi. Công việc có chút vất vả và mất sức, nhưng đổi lại còn giáp này sẽ đạt được những thành tựu vượt ngoài mong đợi trên bước đường công danh. Tình cảm Vận trình tình cảm nảy sinh nhiều mâu thuẫn do ảnh hưởng của ngũ hành tương xung. Không khí gia đình lúc nào cũng ở trong tình trạng căng thẳng và nặng nề vì hiểu lầm, cãi vã liên miên. Tài chính vận trình tài lộc do giao thiên tài nhập mệnh mang tới nhiều may mắn về nguồn danh thu. Cẩn trọng nên giữ khoảng cách hợp lý với các mối quan hệ xung quanh. Tuổi Ất Mão, cuộc sống gia đình chịu nhiều áp lực nặng nề. Tuổi Đinh Mão, cứ mạnh dạn nói lên ý kiến khi đi làm. Tuổi Kỷ Mão, không ai có thể động đến gia đình của bạn. Tuổi Tân Mão, hiền lành nên dễ bị nói xấu sau lưng. Tuổi Quỷ Mão luôn hỗn tới sự hạnh phúc con số may mắn số 28, số 9, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi sửu. năm Tử vi hàng ngày của tuổi thân. Công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra tương đối phức tạp. Sự xuất hiện của thương quan đại diện cho điểm bảo sẫu trong vận trình công danh sự nghiệp. Những người làm trong lĩnh vực kinh doanh cần cân nhắc thận trọng trước mọi quyết định để đề phòng rủi ro không đáng cả tình cảm vận trình tình cảm khởi sắc tuổi thân độc thân được trao yêu thương cơ hội để gặp gỡ làm quen với nhiều đối tượng khác giới cơ hội thành đôi dành cho bản mệnh là khả lớn nếu có sự cởi mở và chủ động hơn tài chính vận trình tài lộc lên xuống bất ổn nguồn thu nhập không ổn định đòi hỏi bản mệnh cần phải có kế hoạch chi tiêu khoa học chứ không phải là phung phí như hiện tại cẩn trọng quyết định vội vàng thiếu suy nghĩ nên dạy gây ra những sai lầm nghiêm trọng. Tuổi giáp thân không nên trở quan về chuyện tiền nông. Tuổi bính thân dù cổ tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn yếu lòng. Tuổi mậu thân những ai yêu sâu sắc thì tổn thương nặng nề. Tuổi canh thân muốn buông bỏ mọi thứ ngay lúc này. Tuổi nhâm thân áp lực từ chính bản thân mà ra. Con số may mắn số 44, số 31. Màu sắc may mắn màu trắng Quý nhân phù trợ tuổi thân. 6. Tử vi ngày của tuổi tỵ công việc. Vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra tương đối khó khăn. Tác động của kiếp tài cho thấy phần lớn quyết định quan trọng trong ngày của con giáp này thường xuất phát từ sự cảm tính và tùy hứng. Điều này dễ dẫn tới những hậu quả nặng nề mà phải tốn rất nhiều thời gian để khắc phục được. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hoa, đôi lửa yêu nhau cảm nhận được tình cảm chân thành và sự thật tâm từ đối phương. Tú tỵ độc thân cũng mau chóng tìm được một nửa yêu thương nhờ cách thể hiện tình cảm trần mật của mình. Ta chính, phần trình ta lọc đi xuống, đã tới lúc cần con giáp này học cách tiết kiệm phung vẽn chi tiêu để tránh rơi vào tình trạng tủng thiểu. Cẩn trọng, bất hoa, xung đột lợi ích với đồng nghiệp. Tôi, ất tị, vô cuộc sống khó khăn đến mấy cũng xin đừng nản lòng tuổi đinh tỵ càng khó khăn bạn sẽ càng mạnh mẽ tuổi kỷ tỵ không có hiểu lầm hay mâu thuẫn nào là không thể giải quyết tuổi tân tỵ bông hoa không thuộc về bạn thì đừng chờ đợi nó tuổi quỷ tỵ nên hài lòng với những gì mình đang có con số may mắn số 20 số 4 màu sắc may mắn màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi mùi 7 tử vi hàng ngày của tuổi ngọ công việc vận trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra xôn sẻ dễ dàng cách làm việc khoa học chậm rãi và chắc chắn đem lại cho những chú ngựa những kết quả khả quan tuy nhiên đừng quên giữ tinh thần ham học hỏi để không bị bỏ lại phía sau tình cảm vận trình tình cảm ấm em tuổi ngọ dù đã lập gia đình hay còn đang độc thân cũng có những giây phút ngọt ngào ấm áp bên người thân của mình xong khó tránh khỏi những lúc cãi vã, giận hờn, phù phơ cần phải có sự bao dung của cả hai. Tài chính phần trên tài lộc được cải thiện, ngoài khoản thu nhập chính thì tài chính được nâng cao nhờ các công việc phụ. Cẩn trọng không nên chủ quan trước những dấu hiệu thay đổi thất thường trong cơ thể. Tuổi giáp ngọ nếu tham lam thì sẽ mất tất cả. Tuổi bính ngọ hãy sống theo cách mà bản thân bạn mong muốn. Mậu Ngọ hay tự oán trách bản thân kém may mắn tuổi Canh Ngọ nên suy nghĩ thoáng ra một chút là ổn tuổi Nhâm Ngọ mọi chuyện trong gia đình dần ổn định hơn con số may mắn số 3 số 55 màu sắc may mắn màu đen quý nhân phù trợ tuổi Dần 8 Tứ về hàng ngày của tuổi Mùi công việc Vận trình công việc của người tuổi mùi trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Sự cứng nhắc bảo thủ không chịu nghe lời khuyên của ai trong ngày hôm nay vô hình gây cản trở cho con dắp này trên con đường thăng tiến. Đặc biệt là những người thường xuyên làm việc nhóm dễ nảy sinh xích mích sổ sát với đồng nghiệp. Tình cảm, vận trình tình cảm từ sáng. Còn dắp này và nửa kia vẫn đang phung vẹn tốt cho tình yêu hiện tại người độc thân có cơ hội gặp gỡ giao lưu nhiều hơn với người khác giới nhờ đó mai dễ dàng bắt gặp được người mình mong chờ Ta chính Vẫn trên ta lộc biến động sự mất cân đối trong thu và chi dễ khiến cho con giáp này lo lắng và bất an không thôi cẩn trọng không nên chuyện gì cũng cố chấp dành phần hơn về mình tuổi ất môi tâm ai chỉ người đó mới có thể biết rõ tuổi đinh môi cổ trách bảo thủ trong làm việc. Tuổi kỹ môi, áp lực vì việc gia đình. Tuổi tân môi, không thích hợp với bất cứ công việc nào. Tuổi quỷ môi, tỉnh tình, độc lập, thích lao động. Con số may mắn số 21, số 87, màu sắc may mắn, màu cam, Quý nhân phù trợ, tuổi mẫu. Chính, tứ vi hàng ngày của tuổi thân công việc. Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra cho trải thuận lợi. Còn giáp này có những bước tiến vững chắc trên con đường công danh. Cấp trên đã có ý định cất nhắc bản mệnh lên những vị trí cao hơn hoặc là tạo cơ hội để cho những người tuổi này phát huy thấy mạnh của bản thân. Tình cảm, vận trình tình cảm hài hòa, Tình cảm vợ chồng luôn được dung hòa ấm êm, ngọt ngào nhờ sự trân trọng của đôi bên. Cả hai đang có dự tính đi du lịch cùng nhau để hâm nóng tình cảm lâu nay. Tài chỉnh, vận trình tài lộc không tệ, thu nhập ổn định nhưng không quá cho giàu, bản mệnh nên tỉnh toán cho các phương án kiếm tiền dự phòng. Cẩn trọng, ý chí và nỗ lực còn hạn chế nên bỏ lỡ nhiều cơ hội thăng tiến tốt. Tuổi chấp thân, biết người, biết ta nhưng không biết lòng. Tuổi vĩnh thân, đừng tin tưởng người khác quá nhiều tuổi mậu thân học cách tha thứ cho bạn bè nhiều hơn tuổi canh thân sắp tới gia đình có chuyện không vui tuổi nhâm thân đừng lo lắng mọi chuyện sẽ ổn thôi con số may mắn số 6, số 24, màu sắc may mắn màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tý 10. tứ vi hàng ngày của tuổi giàu, công việc vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đang sen sự không khéo và tầm nhìn xa trong rộng giúp cho những chủ gà dần tránh được các mối quan hệ tiêu cực. Nhưng con giáp này cũng cần chỉnh đốn lại con đường phía trước vì sự nghiệp của mình khá mơ hồ. Tình cảm, vận trình tình cảm, cảm sắc ngũ hoàng sùng khác khuyên các cặp đôi nên dành nhiều thời gian hơn cho nhau. Việc lắng nghe, chia sẻ, cảm thông bao dung luôn là điều cần thiết để duy trì một mối quan hệ được lâu dài. Tài chính, vận trình tài lọc có chút biến động. Nếu có thể sớm sắp xếp lại kế hoạch chi tiêu hợp lý thì cũng sẽ cũng có được nguồn tài chính ổn định. Cẩn trọng, nên có sự cân bằng tốt quỹ thời gian dành cho công việc và tình cảm. Tuổi ất dậu, hãy biết việc gì nên làm và việc gì không nên làm. Tuổi đinh dậu, trong công việc bạn đừng cố làm mọi việc. Tôi kỹ giàu, không cần phải lấy lòng ai cả. Tôi tân giàu, vui vẻ thì tâm sẽ an yên. Tôi quỷ giàu, hay cười hay nói nhưng trong lòng buồn. Con số may mắn, số 39, số 11, màu sắc may mắn, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ 11. Tử vi hàng ngày của tuổi tuất công việc. Vận trình công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra không thuận lợi. Tác động của cục diện tương phá gây cho con giáp này vô số rắc rối cũng như trở ngại trong quá trình làm việc. Nếu bản mệnh còn không giữ được cho mình sự bình tĩnh, nhanh trí, e rằng phải gánh lấy nhiều hậu quả nặng nề. Tình cảm, vận trình tình cảm khởi sắc. Các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu khi thấy tình yêu trụ lớn đã tính tới chuyện về chung một nhà. Tùy tuốt độc thân được giới thiệu cho đối tượng hẹn hò phù hợp tài chính vận trình tài lộc được đà tăng trưởng doanh thu của con giáp này tăng nhanh giúp cho bạn có thể an tâm cải thiện chất lượng cuộc sống của mình cẩn trọng dễ đắc tội với kẻ tiểu nhân do không có sự khiêm tốn chuẩn mực tuổi Giáp Tuất tiền đã mượn nhớ phải trả tuổi Bính Tuất lương thiện nhưng hay phải chịu thiệt thòi tuổi màu tuất nếu bạn vui những điều tuyệt vời sẽ đến tuổi canh tuất thái độ của bạn quyết định mọi chuyện tuổi nhâm tuất đời thay đổi khi bạn thay đổi con số may mắn số 27, số 60. màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi ngọ 12. tứ vi hàng ngày của tuổi hợi công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra không quá phức tạp. Người tuổi này có cơ hội mở rộng và xây dựng thêm mỗi quan hệ xã hội tốt đẹp trong ngày hôm nay. Đây sẽ là thời cơ thuận lợi để con giúp này học hỏi thêm những kinh nghiệm nếu được hợp tác chung. Tình cảm, vận trình tình cảm lý tưởng, tuổi hợi và nửa kia đang có khoảng thời gian hẹn hò lãng mạn ngọt ngào. Người độc thân dù chưa tìm được ý trung nhân nhưng cũng khá hài lòng với cuộc sống một mình lúc này. Tài chỉnh, vẫn trình ta lọc không tệ, chính quan nâng đỡ đem lại cho con giáp này sự tỉnh táo không ngoan và những quyết định tài chính kịp thời. Cẩn trọng, không nên tự cao tự đại mà quên mất rằng việc học là việc cả đời. Tuổi ất hợi, mối quan hệ giữa người với người cần chân thành. Tuổi tinh hại, ghét những người xô nịnh khi đi làm. Tuổi kỷ hợi, có sức khỏe thì mới có tất cả. Tuổi tân hợi. Đừng lo họ chuyện của người khác. Tuổi quỷ hài không nên bỏ bụng những chuyện lạc vặt. Con sổ may mắn, sổ 28, sổ 97, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân.